thì anh em hay trong nông sẽ giới thiệu cho anh em cách làm cái thùng fly, tức là cái hình thù nhỏ sao cho hiệu quả để mình có thể thu hút được lượng view khi những người dùng họ xem cái kênh YouTube của mình. Làm luôn nhá. Trước hết mình sẽ nói cái thùng fly là gì, không nói các bạn chẳng biết là cái mẹ gì. Mình sẽ vào kênh YouTube. Đây, nhìn thấy luôn, đây chính là cái thumb line của VinGG này, một thánh review này. Nó sẽ có các cái hình giống như này. Wow, DG Soda xinh vậy. Mình sẽ vào kênh của mình cho các bạn xem nhé. Đấy, nó sẽ như này. Hiện có hai dạng thumb line. Dạng thumb fly thứ nhất tức là hình giống nhau hết, chỉ khác một chữ. Một dạng thumb fly thứ hai tức là dạng thumb fly theo cái nội dung của video. Tất nhiên là cái này cũng có nội dung nhưng chỉ có text thôi. Còn cái dưới này nó cả hình ảnh. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm như thế nào nhá. Đầu tiên các bạn phải có đó là Photoshop. Các bạn có thể đào cái bộ cài về Crack các thứ, các kiểu con là điều hoặc là Exit bằng Key Dyson. Mình đang dùng Photoshop Portable, tức là chỉ cần giải nén là dùng, rất là cơ động. Đầu tiên, mình sẽ tạo một cái file mới này, chọn Open này, và ấn Ctrl O nhá. Mình sẽ dùng khá nhiều phím tắt ấy. Này ra thì cũng gà thôi nhưng mà học theo kiểu ban, tức là người ta làm nhầm mình là hiểu thế được. Rồi mình sẽ tạo một cái file mới này, đầu tiên là Ctrl New, Ctrl N, chọn là tính là New này. Đấy, New. Mình sẽ chọn độ phân giải đây là 728x1080 này. Đấy, chọn này nhá, cho nó to, dễ nhìn. Ok, nó sẽ ra một cái file như này. Các bạn có thể thấy nó có những cái vệt xanh xanh này. Đầu tiên ngày xưa mình tưởng màn hình bị sọc cơ, nhưng mà hóa ra không phải. Đây chính là cái tỷ lệ khung hình. Ví dụ từ trong cái này đến cái đoạn này chính là cái hình thumb fly nó sẽ lọt thỏi trong này. Còn các cái phần khác là mình cho wide, mình sẽ nhìn thấy. Tốt nhất mình chỉ thiết kế trong cái phần này thôi. Đấy, chính cái phần viền này này. Bây giờ mình sẽ làm cách thứ nhất, đó là tạo một cái thumb line mẫu. Sau mình chỉ việc đánh tách chữ là thôi, chèn logo các thứ ra. Mình sẽ mở một cái file. Nhưng mà các bạn chưa biết làm cái này thì sau mình sẽ hướng dẫn tạo một cái file PNG, chứ là chỉ có cái xác của mình không như này. Bây giờ mình sẽ kéo cái này sang đây. Chính cái file mình vừa mở đây, mình sẽ dùng thao tác kéo thả, kích vào đây nhá. Đây biểu tượng select này, dí vào cái thằng này, gắp nó sang đây, sang cái file new này, đấy. Các bạn thả nó xuống đây. Ok, bây giờ kéo thằng này nó vào đây, sao cho nó lọt vừa giữa cái khung hình này. Bây giờ cho thằng này nó nhỏ lại nhá, ấn cho mình phím Ctrl T. Ctrl T. Đấy, nó sẽ ra cái đường rèm này. Và mình sẽ bóp lại góc này cho nó nhỏ lại. Ok. Chọn select này. Apply này. Thằng này sẽ ở đây. Bây giờ mình sẽ tạo cái ứng cho thằng này. Các bạn ấn cho mình phím F7 để hiện các cái layer. F7 là ấn F7, chọn cho mình vào phần FX, đó là kỹ xảo. Chọn Stroke. Stroke chính là tạo cái bo viền ở ngoài. Ví dụ cái bo viền ngoài đang để màu đen này, mình sẽ để là màu trắng. Ok. Kéo lên nước này. Và Stroke phải đi kèm với Shadow, tức là bóng đổ. Tích sang Shadow này, nó sẽ tạo một cái màu lem ở ngoài. Đấy, các bạn nhìn thấy màu đen được chưa? Mình sẽ cho mật độ đen nó dày lên này.
đây chính là chỉnh góc của ánh sáng nó dọi vào. Đó, để điều chỉnh cho mình thấy thẩm mỹ nhất. Ok này, xong. Một phần nữa đó là chỉnh cho cái thằng này độ tương phản nó đậm hơn, nhạt hơn, nó sáng hơn. Thì các bạn làm như này, kích vào cái thằng này, lại ấn F7 lại này, F7 nhá, nó ra layer này, dí với thằng này, chọn cho mình flitter, bộ lọc, sharpen và độ sáng tối, chọn sharpen more, ấn cho mình phím Ctrl L, L lòng lợn ý nhá, L cao, nó sẽ ra một cái bảng contract. Đây, ví dụ mình sẽ bóp về đây. Thường là bóp về tay trái nó sẽ càng ngày nó sáng hơn. Đấy, thì nó sáng hơn chưa? Ấm lên nó sẽ nét hơn, tăng contrast lên. Đấy, đây cũng thế này. Thực ra cái hình này mình đã chỉnh rồi, mình sẽ không chỉnh nữa. Nhưng các bạn có thể điều chỉnh sao cho phù hợp nhất với cái của các bạn. Ok, xong. Có thể bóp lần này sang này, cho nó dễ nhìn. Như vậy là mình đã có một thằng mặt người đây. Thực ra đây các bạn để chọn cái logo khác các thứ. Tiếp theo sẽ phần text. Đây, ví dụ mình sẽ in text ở đây. Ví dụ như là tạo thum bài đẹp. Các bạn nhìn gì không? Bây giờ mình sẽ làm cho nó to rồi. Ấn Ctrl này, kéo vào góc ngoài cùng, bóp nó ra. Đó. Mẹ đánh sai con mẹ chữ thun 2 rồi. Thun lại. Đúng thun lại này không nhỉ? Thứ nhất là mình vừa lại tiếng Anh sốt lắm cơ. Thun lại. Thun lại. Đây, chọn thun blind này. Đấy, đánh sai con mẹ nữa rồi. Ôi sai thì phải sửa thôi. Tạo thun blind đẹp. Bây giờ mình sẽ cho cái chữ này nhỏ lại nhá. Ấn Ctrl T này, ngăn trộn được. Đấy, nó ra màu đen tại vì mấy mình hơi dần. Cấu view chả. Số bạn hỏi là đánh tiếng Việt thế nào thì các bạn phải chọn phông tiếng Việt nhá, với cả bộ gõ tiếng Việt. Nhớ là chọn cái Unikey để chạy một quyển min. Hoặc thêm một cách nữa là ngày xưa mình hơi hay bị đó là thỉnh thoảng gõ phông không gõ được. Thì có một cách nữa là các bạn có thể gõ ra Word rồi copy sang. Đây để trường hợp chống cháy rồi, chẳng là làm gấp. Hướng dẫn. Tạo thêm một chút text nữa nha. Kích vào đây. Text này. Đấy. Gõ đi. Quét ra. Pop up. Ấn Ctrl T đấy. Điều gì thì điều chỉnh lại cho nó đẹp. Ấn lại F7 ra layer này. Đây là chỉnh thật thùng này. Mình muốn cho cái này nó vừa với cái thằng này. Thì làm như nào? Ấn Ctrl này. Đây. Máy điện thoại này. Đây, ra đây. Ok. Bóp lại cho nó vừa một cái khung hình thôi. Select này. Bóp ra đây. Rồi, chọn cái hướng dẫn này. Chỗ này nó ra bị xét quá. Nhớ chút cho nó chịu béo đi. Mình hơi nặng. Này, khả năng là cho to hơn tí nữa. Nhỏ. Ok. Photoshop mình cũng khá thôi. Mình dừng lại dùng, bắt đầu dùng tạo cái hiệu ứng cho chữ này. Chọn FX này,
chóp chóp sử dụng rất là nhiều. Màu trắng này, nguyên tắc là ở phía trong màu gì ngoài nó sẽ phải là cái màu ngược lại, tức là trong nó ra màu sáng à màu tối thì ngoài phải là ra màu sáng thì nó mới tương phản chữ lên được. Và nhớ chọn crop inside out này, bóng đổ này, lên màu này, ok. Tiếp theo là chữ này, tương tự fx này. Nhưng mình không thích kiểu này lắm, mình thích kiểu này, nó sẽ tôn chữ đi. Cho nó em sẽ ra này. Ví dụ các bạn không muốn để cái chữ này nó màu đỏ, muốn chuyển nó sang màu xanh hả? Thì dẫn đổi màu xanh nhá. Ok, các bạn kích vào chữ T này, nó đang ở cái layer này, cái đụng này, chọn nó sẽ bôi đen đoạn này và mình sẽ chọn lấy color này, có về màu xanh chẳng hạn, cái màu xanh này, ok, xong. Bây giờ tùy theo cái thẩm mỹ của các bạn insert thêm các cái logo khác, và như là logo của channel, logo Facebook, mình sẽ insert thêm một cái mình sẽ xem một cái logo của YouTube này. Thứ nhất là nên tạo một cái thư mục để các cái ảnh mẫu ở trong mình tìm nó dễ. Ngoài ra tùy theo cái thẩm mỹ bạn có thể insert các cái ảnh khác vào Canchano này, chèn thêm những cái hình nào mình cảm thấy đẹp phù hợp với cái nội dung của mình ấy. Đặt luôn cái tiêu đề của video, tạo hình nền, thumbnail, tạo hình thu nhỏ cho YouTube, chọn định dạng file mình sẽ xuất thành JPEG loại diện ảnh, save và sẽ chọn nhét lần nữa. Đây nó gọi là kích thước của file chất lượng này, trong trăm đi, trong mắt là mệt. Ok, đây chính là cái file này. Bây giờ nhá, mình sẽ tạo một cái gọi là nữa, mình sẽ up một cái video lên, tải lên này, chọn này, xem cái phần này.
cho lúc nó sẽ tải lên, mình sẽ hướng dẫn luôn các bạn cách làm dạng Thumbnail thứ hai và lấy luôn cái nội dung ở trên cái clip mình làm để làm hình thu nhỏ luôn. Chờ xíu nha. Viết ba lăng nhăng luôn. Xong. Rồi, mình sẽ mở clip này. Chọn độ dày cao nhất nhá. Ví dụ các bạn ví dụ nhá, các bạn sẽ cứ tua hết clip bạn, hoặc là các bạn chụp sẵn cái hình sao cho nó có cái nội dung trong clip của các bạn. Mình sẽ mở cái công cụ này, nó là Slip. Slip nó chỉ là chụp màn hình hoặc là Aspen Skin ấy. Quỳ vào thì search nó ra này. Đây, mình đã để sẵn cái logo nó ra. Slipper bắn tỉa đây, kích cái này. Chờ lúc mà chưa khởi động này. Ok. Đấy, cái hình mình muốn chụp này, mình sẽ mở cái slip này này, đăng tab nhá. Chọn new này. Cắt cho hết cái khung hình này. Ok. Như vậy hơi xấu. Ok. Copy này, Ctrl C này. Bây giờ mình sẽ mở Photoshop lên. Mở một cái file mới, Ctrl N. Chính là new ấy. Chọn về video đi. Chọn này nhá, 1080 này, ok này. Sau đó paste cái file các bạn vừa chụp màn hình vào. Bây giờ sẽ điều chỉnh cho nó vừa với khung hình nhá, ấn Ctrl T. Nó sẽ ra các góc kéo này. Đây, về đây. Giờ sẽ ra phần xử lý cho nó tăng một chút. Chọn Flitter này. Chế để fly cho nó. Flitter, chọn Sharpen and More. Khá giống phần kia thôi. Ấn cho mình Ctrl L nhá. Ctrl L cao. Ok. Sáng hơn chưa? Ok này. Ok rồi, bây giờ mình sẽ phần mình viết chữ vào đây. Ấn F7 này, để show layer này. Đánh một cái tag ở đây. Ví dụ mình sẽ cho bạn để nhìn. Đỉnh cao cho bạn. Mình nhấn nhất để cho bạn nhìn thấy thôi. Viết vào đây. Cắn chuột V nhá. Kéo nó lên. Ok. Click vào đây này, select này. Kéo nó lên đây.
Ok. Mình sẽ viết thêm một cái text nữa. Ví dụ là mãn nhãn chẳng hạn. Sẽ cho to ra hết cái khung này. Bạn nhớ chỉ làm ở trong cái phần timeline, mình chỉ làm hết trong khung như thế nhá. Những cái gì này nó sẽ lúc mà lên cái hình nhỏ nó sẽ mất, nó chỉ có trong phần này thôi. Sẽ chỉnh cái phần này F7 này, Surveyor này. Chọn FX này, lại stroke. Chỉ có 3 stroke thôi, có gì không. Chọn đổi màu trắng này. Đó, đủ bóng này. Sao? Giống nhau thôi, đấy. Nổi, đấy, rất đẹp. Bây giờ mình sẽ cho chữ này to ra nhá. Ấn chuột T vào đây. Kéo. Đây, phần này nó có cái phần chỉnh chữ nữa, các bạn phải chọn ở đây này. Chữ A này đấy. Đang để đậm này. Đây. Phông này, có thể đổi phông các thứ ở đây. Ok. Một cái nó to thêm đi nữa. Hết cái khung rồi. Tương tự với chữ mạng nhãn nhé. F7 này. Chọn hết mic nhé. Mình thích mỗi cái style này, mình làm toàn theo cái mẫu này thôi, làm rất nhanh. Kéo lên cho bạn nhìn, đổ bóng lên này, để đổi màu khác đi, màu này giống thằng kia quá, màu đỏ chẳng hạn. Ấn vào đây nhá, cái của chữ T này, chọn color này. Cho này to lên này, cho T này. Xong rồi. Thực ra mình có chỉ là mình miêu tả cho cái phần này thôi. Không làm quá nhiều, chỉnh một số cái như là tăng sáng lên. Ok. Rồi. Nhìn lại nhá. Ngoài ra các bạn có thể chèn thêm các cái khác tương tự cái kia, nhưng mà cái này nó sẽ trực quan hơn, tức là nó có sẵn cái hình ở trong cái clip, người ta xem mình sẽ không biết là mình giật tít câu view. Ok, sẽ lại về con đá chạy đấy thôi, sẽ thành cái bay rất đơn giản. Sẽ chọn lại cái timeline này nhá. Đấy, các bạn chọn ở đây, đây chính là timeline này. Áp cái timeline vừa thiết kế lên xong. Đó. Cái này rất là quan trọng. Thứ nhất nó là người ta trước khi người ta click vào clip của bạn, người ta sẽ xem hình thu nhỏ của bạn trước. Từ cái hình thu nhỏ nó có thể khẳng định cả cái thương hiệu của bạn. Nhiều khi họ chỉ cần nhìn cái cách tạo cái hình nền thu nhỏ biết ngay đó là clip của ai. Đây, rất là đẹp rồi. Ok, thì là xong. Nhưng mà bạn hay làm thì cho mình nên xếp lại mẫu này. Ví dụ thì mai kia xong muốn tạo cái khai mẫu template. Ok. Còn cái phần mềm Photoshop này thì mình sẽ tải link cho các bạn, có thể download cái bản table về. Thực ra tải về xong các bạn chỉ giải nén là dùng được, không phải crack nghe là lo lắng cái gì cả, có thể mang đi khắp mọi nơi mình dùng rồi, máy nào cũng được. Dung lượng cũng nhẹ thôi, khoảng 300MB. Ok, xong. Đây.
rất cảm ơn các bạn đã xem theo dõi clip. Các bạn nhớ like, subscribe và chia sẻ clip mình nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.